Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ đảng viên. Nêu gương được người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước đảng và trước nhân dân. Trong các bài nói, bài viết của mình, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng từ nêu gương, làm gương. Điều đó cho thấy người rất coi trọng việc nêu gương, làm gương của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân trong xã hội. Theo người, sở dĩ cần phải nêu gương là do nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, ngay từ khi bắt tay vào công tác huấn luyện cán bộ, người đã luôn nhắc nhở mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu. Trong xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, người luôn căn dặn cán bộ phải nêu cao tinh thần đầu tàu, gương mẫu để phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Bởi lẽ Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Chính mục đích lớn lao, cao đẹp đó đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải ra sức phấn đấu và rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu. Muốn đẩy mạnh các mặt sản xuất, chiến đấu, văn hóa và các mặt khác thì trước hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải làm đầu tàu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết thật sự. Làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng. Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. Được thế thì cán bộ, đảng viên, đoàn viên cùng với quần chúng nhân dân càng đoàn kết, các công việc đều sẽ trôi chảy. Trước hết là công việc sản xuất và chiến đấu. Như vậy, theo người, nêu gương là một việc làm thường xuyên, liên tục và nghiêm túc của mỗi cán bộ, đảng viên. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt chú trọng chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm gần đây, Đảng ta có nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, một trong những chủ trương được quan tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây chính là việc Bộ Chính trị ra quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, thay thế cho quy định số 262 QĐTU ngày 8 tháng 10 năm 2014. So với quy định cũ, quy định 96 quy định chặt chẽ hơn trong việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Thay vì sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm để tham khảo, quy định 96 quy định kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch. Một nội dung đáng chú ý khác trong tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm, và trách nhiệm nêu gương. Trong đó có tiêu chí thành phần rất đáng chú ý là sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Với những sự thay đổi này, công tác lấy phiếu tín nhiệm sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần bảo đảm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, tạo động lực tiền đề cho công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thật sự là tấm gương sáng trong các mối quan hệ với chính mình, với người khác, với công việc, để bất cứ công việc gì, dù khó khăn đến đâu, cũng nhất định làm được như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.